Dạo này các bạn ở nhà như thế nào rồi? Có tăng cân chưa? Lu thì thèm đủ thứ món, cho nên Lu quyết định là order mấy món ngâm tương về để ăn nè. Đúng kiểu là làm nguyên một cái đại tiệc ngâm tương luôn á. Ôi, không tin luôn là nguyên một con ghẹ này có thể bỏ vô trong này á. À không, hai con lận nha. Món này ăn khá là ổn áp. Ban đầu thì còn sợ nó tanh, nhưng mà ăn rồi cảm thấy là rất là ok luôn. Còn có nhiều gạch nữa mọi người. À, khúc này làm trò tí thôi. Hi. Hủ cá hồi này thì Lu đã order cái size nhỏ hơn, nhưng mà thực chất ra bên trong này cũng khá là nhiều. Nhìn cái miếng cá hồi là ưng bụng rồi, bởi vì là cắt khá là dài đúng không nè. Món này ổn áp luôn, cá rất là tươi, không có gì để chê hết. Kế tiếp nữa đó chính là trứng lòng đào ngâm tương, nhưng mà hình như hơi phèo, không có lòng đào cho lắm. Món này thì nên ăn ít thôi, ăn nhiều ngán hết. Kế tiếp đó chính là tôm ngâm tương, cũng không bị tanh. Duyệt và verdict của bữa nay đó chính là bào ngư ngâm tương mọi người ạ. Một hũ như vậy thì sẽ có hai con, nhìn cũng ok. Thôi thì thời điểm này ở nhà order đồ ăn về cho an toàn. Cảm ơn mọi người đã coi video.